Và ca khúc tiếp theo Nguyên Tâm xin gửi đến các chị các bạn là một ca khúc của nhạc sĩ Tuyên Lân, ca khúc được mang tên Theo mùa sương sóng xa, xa kia bay chiếc thuyền về, kèm theo bao nhớ mong. Đã hết mùa xuân đã xanh, trong mùa xuân đã xa, mãi trên cánh như đầy chờ, cùng bay chim hót ngon. Mùa xuân đến ngập tràn, cùng tia nắng rộn ràng. Tay chung mừng, tình yêu sẽ mặn nồng, dù đã thấu ngàn tình, mùa xuân mang niềm vui khắp nơi. Em như mùa xuân xôn xao, nhìn mùa đông đã qua, vẫn mang tình yêu nào về, cho vơi bao nhớ thương. Nhìn mùa xuân hát vang, ta ôm mùa xuân vào lòng. Yêu thương, những trái tim yêu thương một tuổi mới, tiếng hát mùa xuân chẳng cười mà. Mùa xuân tới, mùa xuân đến, cuộc sống thêm thứ màu xa. Mình ngồi đón đưa nhau ngày nào, và bóng đứa đời, trái tim yêu sẽ có tình người. Có em mùa xuân nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn, để chào mừng một mùa xuân mới đến với tất cả mọi người, tiếng chim hót. Thank you.
là New Year time, New Year Eve. Saigon by night. And the dark years going to come. Years in of the dark. 10 minutes. And over there is Saigon Bat Dang River, chứ hả? Saigon River, Bat Dang. Bat Dang Harbor. Bat Dang Harbor. Wow, look at that. This one, a bunch of people on the street. Bong Sen Hotel. Mingwei Street. This is crowded, crowded. Nhưng mà anh định muốn quay xuống dưới là đằng cái này, cái hình hoa mai á, thấy cái này không? Cái này hả? Hình hoa mai phải không? Dễ sợ thấy xe kìa, đứng chỗ không ạ, dễ sợ không, đứng không nhúc nhích đó nha, như này nè, người ta đứng không nhúc nhích đó mà. Ồ bây giờ bao nhiêu xe nó ra đây thôi, đừng đừng có người ta đứng ra ấy còn nhón 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 nữa. Dạ đúng rồi, còn đường people on the 16th floor of the hotel. Đây là nó bắn hướng này rồi chứ. Học sinh. Đây đây đây.
cái nữa. Cái đấy. Yeah.
Phong, cô Phong lên đây coi có gì đây cũng hay. Cái mà Pakistan bà có biết là trước khi đi bà có biết như này bà nói biết chưa? Đi mình ở nhà không cần chua chua vậy đó, không có cần đi chua.
Đi từ 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 để quay cái tòa chánh này, đây là tòa chánh.
Và bây giờ mà nó có suya rồi nữa. Trời ơi, nó còn hơn tụi này nữa. Ôi, mà nó có suya rồi, con giống với cháu ngoại cháu nội. Rồi, con lẹ ghê. Đi Đạt là tên lành thành ông trạch. Trời ơi, Đạt là quê vợ của cậu Chính. Dầm cống 5 cây nữa, 5 cây nữa tôi phải bắt á. Mai mốt chắc cũng cắt luôn cái cầu đây cái tiện nhất. Lên trên kia rồi. Mà chắc thôi. lên phà xuống được. Lên phà xuống cũng được. Cho nó khỏe chút. Cho nó ngày mai hả? Anh cầm cái nón. Ở đây có đám sáng gì đó cũng có em dẫn. Đồng Xuyên này, tại phải đây Đồng Xuyên không? Đồng Xuyên nè, tại đây là chắc chừng 3 cây. 3 cây quá, chắc 3 cây quá. Nãy giờ gặp như cô Sáu không? Năm rồi, Tết năm rồi quá, dễ gì gặp. Rồi anh gặp Ly là anh mừng lắm đó. hôm đó là có anh Sử đau nè, nằm bệnh viện nè, thành ra em mới đến được, mới gặp chị Khen, cũng như đến đó là mới gặp người này người kia được đó chứ không có đâu gặp được. Anh Sử mất mấy tháng rồi phải không? Lâu rồi. Mấy tháng. Nghe bằng tuổi em hả? Bằng. Có mấy quá đông rồi, quá đông ghê. Quen cái quán này hả? Đấy, đậu xe trong này luôn cho nó đảm bảo. Ghế đá của mấy người bên Mỹ đặt nó thì không đặt lên Oregon đó. Wow, dài
sợ gặp tài xế khác à. Không phải sợ. Tới rồi đó. 17 cây đó. Bên kia mà mình muốn xe ngày đi dừng nhiệt ngay chục đô la, 30 đô la mình muốn chạy xong rồi. Ủa, phải bán xe Tân Châu không? Muốn chạy ra. Ủa, chưa tới. Chỉ một ngày mới chạy ngàn cây số. Chưa tới, đây mới Phú Vĩnh nè. Ở kia. Đi xe đường ngoài á. Ủa, đây trung tâm y tế lớn như vậy. Cái nói mà thả con xuống ngay cái nào qua nhà con Nam con qua xong rồi con còn đi ngược luôn. Tới người ta biết ta kêu lại nó đi kiểu vậy đó. Đi nghiến vợ nhà cô Năm nó là đi ta mạng. Mình đi về luôn chạy cái này được mà. Phải không? Không, chạy thẳng dưới. Còn hình như có đường về, họ hỏi thăm có đường về dưới đó. Như nào? Đường cái này bây giờ đi tắt gì? Bị đường kia nó lỡ. À. Em không hiểu nó vậy, nó lỡ nó cho nó lên đây. Chú bây giờ xuống chợ Giàng phải không? Ờ đúng rồi, con nó có để phải không? Dạ, vậy là đúng quá rồi. Quẹo quẹo đi trái thì. Quẹo trái nha. Quẹo trái trước. Ở trường Anh Phúc là hiệu trưởng ngày xưa trường tiểu học cái này trường tiểu học không phải trung học phải được đó không phải được đó trường phải được đó tiểu học bên đây tiểu học có trường Ảnh á không phải tại để tiểu học trường trung học phổ thông Tân Châu giáp này đó mà cái này nè phải không trường trung học phổ thông Tân Châu giáp đây ở giáp đó bây giờ đi đường làm sát thằng mày đó. Hôm trước sửa là sửa nhà sao dưới này chú? Hả? Hôm trước sửa là sửa dưới nhà này thay. Dạ dạ. Đi sửa ở trên này chút đỡ. Dạ dạ. Cái mật này ngon. Sạch sẽ đó kỳ mấy đứa nhỏ về đường nhựa rồi đó. Ôi trời ơi, mấy đất không à. Mấy đứa nhỏ nó về đất mà trời mưa nó sợ quá là sợ luôn. Hôm qua hai đứa thua bài đâu mà. Thua mấy thôi. Nhưng mà chỗ trước anh, à, mới chỗ sớm à. Cái hai cây mai hồi đó má sinh trong hai hôm đó. Đó là cây mai gốc của chánh á. À, có mấy cây đấy rồi. Cây đó chánh là mấy chục cây luôn. Vậy anh bán được anh chặt anh bán. Gốc nào gốc đấy lớn to ghê luôn mấy nhiêu cây luôn. Anh chặt bán được bán tới. Có hôm bữa hôm 27 mình mấy gì thì mình có lên. Ủa 27 hả? Hai cây nhưng mà tại làm cái con đường này dời đi cái nó vậy thì anh trồng cây nó thấy. Mà nãy vô thấy ấy anh vô cái bến đò mà đập cái bến đò này lâu giờ nó bồi lên rồi phải không? Hả? Ở đây là hai lớp nhà đi lên trên hết rồi. Ồ đi mất rồi đó. Đi lên trên ở chỗ khu dân cư đó. Lấy được rồi, thôi được rồi. À, đi ngược lại.
Dạ. À. Quên nữa. Chứ ổng đi ngược lại cho anh tao. Bây giờ em muốn đi ngã nào, muốn vô chứ trọng ăn cơm hay là muốn đi ngược qua đi sáu, nó có hai ngã đi đó. Thì phải phải lấy xe của anh hả? À. Giờ quay lại hả? Dạ, quay lại. Quay lại. Sao đi vậy không đi? Quay lại. Thắng lên. Rút cái xe. Được không? Đi đâu nào gần? Cái này gần hả? Để chú đảo lại cho nó xa. Giờ chú đi thôi đi. Quẹo đồ và đặt số 9 nữa. Ờ, đi không được. Ok. Ok, vậy là đặt số 9 đi. Ờ, phải đập số 9 đâu. Chú định nữa hả? Chú định nữa không? Ok. Ok, vậy rồi. Chú cho tao xả cái quẹo lên. Tới nhà chú hai rồi. Đi được anh Di Thắng, khỏi. Lên xe đi. À, đi thẳng thì cũng ở bển cũng có con đường. Thằng này cũng có thì chặn ngang mà đạp luôn. Quay đầu kiếm chỗ. Để quay dì mười nghe. Dạ dạ. À, Ly. À. Thôi lên xe. Qua chị Mai ha, chị Hương về. Qua chị Hương về nó coi. Thấy giờ chị. Thôi con ơi, để cho chị Hương về. Dạ, tóm 10 sức lên. Dạ, dạ. Sao mẹ mất mấy gì, 6 giờ 7, 7. Vì xưa, mẹ xưa mất hồi 57 tuổi. Dạ. Má mất hồi 57 tuổi. Rồi, vậy thôi. Đưa. Mình nói mẹ con lấy ly nước. Khỏe nhiều người nhiều. Dì ơi. Uống mà khỏe nhiều người nhiều. Dì ơi, thấy yếu à? Bệnh, dạ. Bệnh cái vụ người ta biết, cái vụ bây giờ cũng như là mập mập thì chứ không có bằng. Dạ. Như ba đứa này ngồi hỏi rồi, hỏi rồi, không nhớ lại. Nghe Hoàng nói con ly đi, tôi nói ở đâu mà con ly xem. Ai có hỏi sao, cái vụ này có ly cho mày đó. Vì ta nghe Hoàng nó nói nó bắt cóc ly. Vậy là qua đòn này, qua đường đập hang qua đây. Dạ không, con đi bọc. Dạ không, nãy thì gì sao nói, sao mới nói là thầy bị có nhỏ cháu mới mở cửa vô đâu. Tôi nói mấy đứa này không biết, đi đường dưới lên xa dữ lắm, chứ theo đường trên nãy giờ tới rồi. Dạ dạ. Đi bằng đêm thôi, đi nhà này an toàn chút, bằng đêm đi nghe em đi. Mấy bay đâu biết đầu đường mà vô. Dạ. Tôi nói, vì sao nói với Dưỡng Sáu, nói chắc có 1 phút dẫn đường đi. Một phút thì có nhiều khi nó cũng lâu đi, nó quên, nó hỏi hồ, là bữa nay hồ, chiều nói hồ, lúc mà kêu điện thì còn hồ ở nhà lên đấy. Mà bác Tư, mà bữa qua nó kêu bác ai đó chảy, đò nào chỉ cho bác Tư biết, chứ còn bác Tư không có biết. Nó có kêu của bác hai đâu. Thành ra chiều nay là nó về, đứa em nó thành phố mới ở đây, cũng bà nội nó được về bởi nó, chút nữa nó lấy nhà về đi đây nè. Chứ thì sao tính có nó nhà đó thì kêu nó lên chở nó rước máy bay dẫn đường đi mới biết đường còn đêm. Dù chiều nghe xe đi không được thì tôi nói với Phúc, tôi nói thôi khó đi quá, vì sao sợ quá thôi. Tại xe lớn nó gì xe lớn người ta sợ hả? Bây giờ giữa sáu đi đâu gặp mấy đứa quay không biết là không biết ai. Qua cái này mập nha, vợ rồi chăm sóc rồi. Chị được điểm á, được điểm á chị. Tôi qua tôi lại mà. Còn có gậy hả? Người mâm gì? Bây giờ dựng sáu tới tuổi này ha, được hai đứa cháu cố thì xích với nhau là hài lòng trai rồi. Trai không ạ? Trai không. Dạ con cháu nội của em. Con thứ hai, con thứ ba này. Mới biết đi lâu lắm mà. Bây giờ có nhỏ trong nhà. Bây giờ vô rồi. Hai đứa một cặp nó xin xích với nhau. Con cậu bảy một đứa là con Hương. Dù em Hoàng đứa là con Thu Hà. Mất đi chợ mở bảy chạy biểu gì sáu chạy biểu mấy đứa nó mua đồ xong nồi xong nấu cho nó xong sáng được đi thi, nó cứ chóng mặt hoài vì nó thức đêm quá, thức đêm lỡ bác sĩ nó thằng này nè không có ăn. Rồi cái gì sáu nói nó là biểu nó đi bác sĩ thì bị cỡ đó thằng thi nó học đó. Thành ra bác sĩ nó anh không có bệnh gì hết, tại anh thức đêm quá chứ không có bệnh gì. Dù gì mở bảy biểu bây giờ đi mua đồ xong nấu, tụi nó như vậy rồi đi thi lố mấy đừng bệnh xanh phải đi nấu còn khi đồ xong nữa. Vậy ra đi con. Phước để trong chở nó chở nấu con mở ấm đó. Thằng Hồ chiều mà lúc mà bất tư nó tao không có gặp ngôn mà khi mà ngôn không có mặt ở đây rồi làng sớm là lợi thoại ngôn mày nói sao
Mày đưa mày đi gì sao già đâu. Già, già mới gặp già chứ trẻ không. Dạ, dạ, dì Sáu còn mình mẫn lắm á. Dì Mười lại không có được. Không nói gì. Nhớ điểm xưa, dì Sáu thì ít cái bệnh lúc đầu đó thì nhất. Ba nhỏ này nè. Nhớ người đó là cái tao xuống có lập nồi nữa, ông này chết rồi gặp bà này về đau ngoài. Là cậu đi vào nước hớp rồi nó tư. Tùy không nhớ được. Mà kiếm được chưa nói được đâu. Phải ở đâu. Nói tên thằng nói xe cho nó chạy vô tôi biết. Nó chết đâu, thằng này dính rồi đâu. Đâu đi ra. Mà biết thằng chạy xuống nó thú liền, chạy xuống nhà nó thú liền. Bị nó văng nó chẳng nó vô nó quá mà chỉ bằng ngày chậm hết nó chôn mấy cái tàu nặng đó sợ nó chôn kiếm quá kiếm lợi đó lắm mà thằng này mình mượn thằng này lo làm ăn dữ lắm nhưng mà bị vậy là bây giờ cũng vậy lo làm ăn cho nó không mà. Thôi bây giờ tất cả có mặt ở đây hăng gặp nhau. Lê gia con gả con ở đâu vậy? Ở Cần Thới. Hôm đó mẹ con có điện với Tùng có điện cho gì cho cô Sáu nghe. Dạ. Rồi vậy là lâu mau mấy tháng rồi hả? Dạ hồi tháng 7 tới giờ. Như vậy là có một mình nó đó hả? Dạ có mình nó. Vậy cũng khỏe, con cũng còn ai bình thường phải không? Dạ. Thì thôi mới năm mới thì đạt hay chút gì em sớm gì sớm gì đó rồi đó đi kia gì sao muốn đi gì chứ đi này là con bảy đi con bảy nó giống má đó ai má con cỡ này mập mà còn mập không dạ, ốm cũng y như vậy á dạ. Cũng lâu gặp 20 năm rồi mà không gặp mẹ mẹ có gì đâu năm rồi có là đi với chợ thủ ông về ghé thăm tôi ít đi dưới đám dỗ mình ghé một chút thôi không có ghé nha đi không có đi được mà không gặp mà bảy với mười chín những cháu nói mà bảy hoài lúc mà ba con với mẹ con mà kỳ mà đi vượt biên bị bắt đó rồi về nó cứ cừ nó không dám đi gần lên đây mà không đi gần cũng nhỏ đấy cháu kỳ nó cứ đi với mình đi béo bét lên đấy nó sợ đi gần anh Sáu nói anh Sáu có đứa con gì gọi đứa em gì bèo nhèo rồi nói gì cũng cười lên tàu rồi nó đi đi tàu đông kim đó xa xa đó vì Sáu cô Sáu ưa nhất nhiều đó dù lên cái thì nó dẫn thôi mà má Sáu đi bệnh viện đông kim đó mấy ông bà con bác sĩ đó không mấy đứa uống nước như vậy là bữa nay có bổn phận rồi ha nuôi chồng rồi đi điện là được xưa nay tìm bổn phận không có bổn phận nay có bổn phận rồi vì Sáu mới nhắc đâu trước đây chừng ít tháng tôi nói ông mười vợ ông Hoàng gì đó nó về đây nó nói không biết sao tự nhiên vậy những gì đừng không bắt tôi hứa vậy coi gì Sáu vừa hứa cái mặt kẹt luôn con mẹ Hoàng đẹp đạt gì đó nói vậy đó. Cái mẹ đạt đi học ở đó ở thành phố cái nó về nó nghe nói cái nó nói mẹ nói không tao nữa thì mày không biết luôn vợ ông Phúc rồi ở nhà là anh Hoàng đó vậy thôi đi dù tới dù đi bà sợ là khi bà mất mà không có mặt thằng này ta nói ta làm khó. Ê, cuộc đời mà bằng trôi nổi còn năm chìm ba cái nổi thì nó chiều nó hỏi ha bà nội bắt Tư Hoàng hồi đó làm cái gì tôi nói hồi đó sĩ quan đó sĩ quan mà ở chỗ Cồng Tiên ăn ở chỗ nhà của chú Ánh đó, chỗ đó kêu gì đó ở chỗ An Phú dạ An Phú dạ mời có còn bây giờ giữa gì sao với giữa sao đây ha chung sống với nhau rồi mến nhau lắm mà nhớ trước còn phiền 3 năm nữa nghe từ 6 lần xuống 3 năm xuống 3 năm mới được đó hả con thì mình nghĩ ở tới chỗ này thôi dù có chồng gì dù có cái gì không biết ai tớ có cháu gì vô dòng rồi mới biết dù có gì về cái người ta nói trời ơi tưởng sao đi đi về cũng có trở về nhà sợ cái tiếng nói đó quá chứ phải chơi gì hồi hồi đó gì hồi đó gì mấy tuổi 40, 42 gì đó. Ờ, vẫn còn trẻ hơn chị này. Ờ, dạ chị. Tôi nghe cái kỳ đó mới nhắc với ông này mấy tháng trước. Tôi nghe vợ ông Hoàng gì đó nó về ngoài băng, về đó cũng tối. Hồi chiều cỡ đó đó là bà Sáu nhắc nó lúc này đó là nó về tới, sao bữa nay trễ vậy ông? Hôm trước giờ sao? Sao nhắc nó sao trễ vậy, tối như vậy. Thì sao con đều đại dưỡng cháu quá. Tôi nghe vợ ông Hoàng nói sao tự nhiên con với con hứa gì sao? Dù gì? Dù mắc kẹt luôn hứa thì phải giữ danh dự chứ sao cái đó là người ta nói duyên nợ
Má nhỏ này nghe vô phương á, tôi ra ngoài chơi là lúc đó ông tới luôn rồi, nó đi coi thầy đủ thứ hết. Đi cái người nào hay đó nó nói tôi nữa. Chị Sáu à, ông thầy nó nói chị còn mắc nợ cái ông nào mắc nợ ông này, tôi hỏi nợ gì tao mắc nợ tức là sao phải cũng phải trở về ông này mà về nhà ông này mới kêu bằng dọn dẹp chứ không có phá hại ông này cái gì hết. Nói tới đó nữa đó. Về cái cửa hàng nó cũng như nó thêm hoài chứ không có cái gì mà phải suy sụp hết chứ. Má nó coi tới vậy đó. Con còn ở Mỹ, con còn giữ cái bức hình đám cưới của dì Dượng. Đi thiền á. Dạ, đi thiền rồi đó con đi. Lúc đó Hoàng cũng có về nữa. Dạ, đi thiền. Nhưng mà lúc đó là mùa nước lớn phải không cái gì? Mà đi chắc ráng hồi đó. Chắc ráng. Dạ, đúng rồi. Mùa nước lớn thì sao? Hay là mùa thường mà sao phải chắc ráng, tôi không quên. Không phải nước lớn, tại đi cái sông nó vậy đó. Sông, không đi đường sông, không đi vậy thôi. Thì nó đi chung với con được, bây giờ Tết mình đã đi một đường. Mà lúc đó cái đường còn nó sửa đó chứ? Ông nhớ dạ. Ngoài nó về kỳ đó, nhà thằng này biết chuyện đó nghe. Giờ mấy đứa vô kỳ đó và giờ lớn hết rồi. Dạ, lớn hết vô đại học, hai đứa vô đại học. Còn đứa con hai đứa con pha xong. Cũng vô đại học, đứa thì xong rồi, đứa thì đang học đại học. Hôm trước nó về đây chắc không có... Có nghe nói thì nó không có về đây. Hồi đó thì hôm qua còn ở bên đây thì vợ chồng nó với thằng con lớn có tới đây. Hôm qua nó qua bên sinh hoạt thì sốc đỡ. Dạ, cũng đỡ, qua Mỹ thì cũng được. Vậy. Bây giờ con cũng còn làm được. Cái gì? Cho ai? Cô Phúc ơi! Đem ra ngoài cúng rồi. Đem vào nhà lớn cúng rồi. Cúng rồi. Đây là cúng cũng được. Có bánh nào không? Có bánh nào? Đây là lấy cái bánh tét, bánh chưng. Dạ, vô đây. Ở vô đây mới được hả? Cổng này. Bây giờ phải làm cổ cổng nha. Ông hai lấy cái này. Ồ, ông hai à. Ồ, ok. À, đây. Bảy nào? Ồ, bảy hả? Bảy em bà là sáu đó. Kế bà sáu. Rồi con. Ồ, cái hàng rào này rào chung hết hả anh? Chung hết thành lưỡi đó. Đó mình làm xây cho này. Sửa đây là hết. Đúng rồi sao luôn? Nó rộng lắm nhưng mà phần mộ mới tới đây họ rào sẵn là đưa ở bộ số bò. Còn cái đất là làm đây đó. Ngang bệnh đó, rào bọc lại đó. Hai cái chìa khóa không? Đây nè. Chứ không có cái này nó sổ bùng tràn lên hình. Ồ, bùng tràn lên. Bởi vì hồi đó em ở Mỹ anh nghe nói sào rào, không biết rào mà cách nào. Ở trên đây cũng được. Nhưng mà tại sao không làm dung dứt cho nó ấy luôn? Hả? Tại không làm dung dứt luôn. Là kia hả? Cái này hả? Làm dung dứt, cái kia...
rồi tóm lại là cái đất này bây giờ thuộc về cái ông lấy đèn ở trên à, yeah. Nó thành thử ra ra bên kia thì họ để trồng cây cối rồi lỡ sau này ví dụ có thế hệ này kia đó rồi làm hộ thêm rồi sao nó rộng thêm hay sao thì tất nhiên là phía trong kia bà bên bà ốc tưởng mới về lên danh nó không ngoài kia rồi còn ở đây có gì thì phải hỏi đám con lấy đèn đó bị cái hồi anh Thành bị đó trong bảy quản lý trong lấy đèn sao còn cái nhóm học trò cứ bán cái gì đó anh đứa rồi chờ tụ họp trước khi tấn công tới Sài Gòn về nữa.